đề nghị chuyển cơ quan công an vụ 4 gói thầu do CDC Đắk Lắk làm chủ đầu tư. Con Tum đang đi trên đường, cháu bé 11 tuổi bị giật dây chuyền vàng. Ông Tất Thành Cang tiếp tục bị truy tố trong vụ án khu dân cư Phước Kiền, ven sông. Giải cứu thành công thiếu niên bị lừa bán sang Campuchia. Thanh niên 25 tuổi hẹn bạn gái nhí đi chơi rồi đưa về nhà quan hệ tình dục. Xin kính chào quý vị và các bạn. Quý vị đang theo dõi bản tin trưa trên kênh YouTube Bảo dân Việt, cập nhật thông tin mới nhất về tình hình an ninh trật tự an toàn xã hội. Vừa rồi là nội dung chính sẽ có trong chương trình, sau đây sẽ là nội dung chi tiết. Xin mời quý vị cùng theo dõi. Mở đầu bản tin là thông tin về đối tượng Nguyễn Văn Hiếu lập nhiều tài khoản Facebook giả làm các cô gái xinh đẹp rồi kết bạn với nhiều người nhằm lừa đảo chiếm đoạt tiền. Công an huyện Thạch Thà, tỉnh Hà Tĩnh cho biết đơn vị vừa ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với Nguyễn Văn Hiếu, sinh năm 2001, hộ khẩu Thanh Hóa, hiện ở huyện Hương Khê, Hà Tĩnh, về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Trước đó, thì công an huyện Thạch Hà nhận được đơn trình báo của anh NVC, sinh năm 1993, trú tại tỉnh Thái Bình về việc bị một tài khoản Facebook có tên là Nguyễn Thị Uyên lừa đảo chiếm đoạt số tiền 5,6 triệu đồng và một điện thoại di động trị giá khoảng 4,6 triệu đồng. Bằng các biện pháp nghiệp vụ thì công an huyện Thạch Hà đã cùng các lực lượng bắt giữ Nguyễn Văn Hiếu, đối tượng đã lập và sử dụng tài khoản Facebook Nguyễn Thị Uyên để thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của anh NVC. Đối tượng Nguyễn Văn Hiếu đã dùng thủ đoạn này lừa đảo chiếm đoạt của anh PTG sinh năm 1981, trú tại tỉnh Thái Bình hơn 58 triệu đồng tại cơ quan công an nguyễn văn hiếu đã thừa nhận toàn bộ hành vi lừa đảo của mình hiếu khai là sử dụng điện thoại lập các facebook ảo rồi đăng tải hình ảnh các thiếu nữ trẻ đẹp sau đó hiếu dùng những tài khoản này kết bạn làm quen nhắn tin với bị hại trên nhiều tỉnh thành khác nhau và sau khi lấy được lòng tin của các bị hại thì hiếu sẽ tìm lý do để lừa chiếm đoạt tiền của các bị hại Liên quan đến vụ án tại công ty Việt Á thì mới đây, thanh tra tỉnh Đắk Lắk phát hiện nhiều sai phạm trong việc mua sắm trang thiết bị, vật tư y tế phục vụ công tác phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh này nên đề nghị chuyển cơ quan điều tra. Theo thanh tra tỉnh Đắk Lắk qua kiểm tra đơn vị phát hiện 4 trên 10 gói thầu do CDC Đắk Lắk làm chủ đầu tư có sai phạm. Cụ thể, tại gói thầu mua sinh phẩm xét nghiệm, thiết bị và vật tư y tế tiêu hào, giá trúng thầu 187 triệu đồng. Thanh tra tỉnh phát hiện Mục mua sắm của gói thầu có 15 trên 16 mặt hàng có xuất xứ nước ngoài, nhưng trong hồ sơ không có tài liệu chứng minh về nguồn gốc hàng hóa và thông số kỹ thuật kèm theo. Tại gói thầu mua thay thế sửa chữa tủ an toàn sinh học, các loại phục vụ xét nghiệm phòng chống dịch COVID-19 giá trúng thầu hơn 370 triệu. CDC Đắk Lắk thực hiện sửa chữa vượt quá số lượng so với đề xuất và nhu cầu sử dụng thực tế. Việc xác định khối lượng công việc cần sửa chữa thay thế không cụ thể, rõ ràng một số linh kiện vật tư được thay thế trước thời điểm ký kết hợp đồng. Ký kết biên bản nghiệm thu khối lượng hoàn thành thiếu chặt chẽ. Được biết, tại hai gói thầu kể trên, đơn vị trúng thầu là công ty cổ phần công nghệ Việt Á, công ty Việt Á. Tại gói thầu mua sắm tủ đông âm sâu 86 độ phục vụ công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19, giá trúng thầu hơn 147 triệu, trao hàng cạnh tranh. CDC Đắk Lắc tự ý thay đổi thông số kỹ thuật của thiết bị. Ngoài ra, tại gói thầu mua sắm 14.000 test nhanh kháng nguyên SARS-CoV-2, gà trúng tàu hơn 1,8 tỷ trao hàng cạnh tranh. Thanh tra tỉnh xác định có 800 test không trùng với số lô, tương ứng số tiền 108 triệu đồng, có dấu hiệu của việc hợp thức hóa thủ tục nhập xuất. Thanh tra tỉnh xác định các sai phạm đối với 4 gói thầu trên của CDC Đắk Lắk có dấu hiệu của hành vi thiếu trách nhiệm, gây thất thoát, lãng phí ngân sách nhà nước, vi phạm quy định của pháp luật về đấu thầu, quản lý sử dụng ngân sách. Do vậy, thanh tra tỉnh đề nghị chuyển hồ sơ 4 gói thầu trên ra cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Đắk Lắk để điều tra xử lý theo quy định. Trước đó thì cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Đắk Lắk đã khởi tố bắt tạm giam 3 cán bộ của CDC Đắk Lắk liên quan các sai phạm trong việc mua sắm kit xét nghiệm COVID-19 của công ty Việt Á. Theo thông tin từ cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Kon Tum tỉnh Con Tum, đơn vị vừa ra lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với Phan Quang Lực, 28 tuổi, trú tại thôn 5, xã An Phú, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai để điều tra về hành vi cướp giật tài sản. Trước đó khoảng 17 giờ ngày 31 tháng 7, bé Lục Ngọc Hạnh, 11 tuổi, trú tại thôn Con Calor, phường Thắng Lợi, thành phố Con Tum, tỉnh Con Tum, đang đi bộ trên đường Lương Khánh Thiện, thôn Con Carlo, phường Thắng Lợi thì bị một đối tượng lạ mặt điều khiển xe mô tô áp sát, giật đi một sợi dây chuyền vàng đeo trên cổ, rồi tẩu thoát theo hướng cầu treo Con Carlo. Sau khi nhận được tin báo về vụ việc, đội cảnh sát hình sự công an thành phố Con Tum đã vào cuộc thu thập thông tin, điều tra truy bắt đối tượng. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, đến 22 giờ 50 phút cùng ngày, cơ quan công an bắt giữ Phan Quang Lực khi đối tượng đang ở tại phòng trọ trong hẻm 321 Đào Duy Từ, phường Thắng Lợi, thành phố Con Tum. Tại cơ quan công an, Lực đã thừa nhận hành vi phạm tội. Ngoài ra đối tượng còn khai thêm đã mang sợi dây chuyền vàng 18K đem bán số tiền 3 triệu 200 ngàn đồng. Hiện cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc. Tiếp tục cập nhật những thông tin mới nhất liên quan đến vụ án sai phạm tại hai dự án khu dân cư Phước Kiển, ven sông. Vị Kiểm sát Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh cho biết vừa hoàn tất cáo trạng, đề nghị truy tố ông Tất Thành Cang, cựu phó bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh cùng 9 bị can liên quan. Theo cáo trạng, công ty Tân Thuận là công ty có vốn nhà nước. Tháng 11 năm 2020, công ty này được Ủy ban nhân dân huyện Nhà Bè giao nhiệm vụ đầu tư xây dựng dự án Phước Kiển, xã Phước Kiển và được văn phòng thành ủy chấp thuận chủ trương đầu tư. Tháng 8 năm 2016, công ty Quốc Cường Gia Lai có văn bản đề nghị hợp tác đầu tư với tỷ lệ 75-25 hoặc xin nhận chuyển nhượng 100% dự án. Lúc này, ông Trần Công Thiện, Tổng giám đốc công ty Tân Thuận, chỉ đạo cấp dưới thuê công ty kiểm toán và dịch vụ tin học Thành phố Hồ Chí Minh ban hành chứng thư thẩm định giá, xác định diện tích 32 ha đất tại dự án trên có giá bình quân 1,05 triệu đồng một mét vuông. Hội đồng xây dựng giá bất động sản kinh doanh của công ty Tân Thuận họp và chỉ căn cứ duy nhất vào giá trong chứng thư thẩm định giá để xây dựng đơn giá chuyển nhượng 1,25 triệu đồng một mét vuông. Tháng 6 năm 2017, công ty Tân Thuận đã chuyển nhượng 32 hecta đất Phước Kiển cho công ty Quốc Cường Gia Lai giá 1,29 triệu đồng một mét vuông và đã nhận của công ty Quốc Cường Gia Lai 374 tỷ đồng cùng tiền thuế VAT là 23 tỷ đồng. Sau đó hợp đồng bị hủy, công ty Tân Thuận đã trả lại cho công ty Quốc Cường Gia Lai cả tiền chuyển nhượng, tiền thuế VAT, thêm tiền lãi suất 21 tỷ. Cáo trạng xác định số tiền nhà nước thiệt hại ở dự án này 202,6 tỷ. Trong đó, đối với 32.967 m2 đất dự án khu dân cư ven sông tại phường Tân Phong, quận 7, công ty Tân Thuận cũng căn cứ vào chứng thư thẩm định giá của công ty Thương Tín xác định giá trị bình quân khu đất này hơn 17,6 triệu đồng một m2. Đến tháng 11 năm 2017, công ty Tân Thuận đã chuyển nhượng toàn bộ khu đất cho công ty Quốc Cường Gia Lai giá 20 triệu đồng một mét vuông, gây thiệt hại cho nhà nước hơn 532,6 tỷ. Như vậy tổng thiệt hại cho nhà nước hơn 735 tỷ do cần thời gian tiếp tục điều tra làm rõ trách nhiệm của cá nhân thuộc Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh trong việc ban hành quyết định 6.171 cho phép công ty Tân Thuận chuyển nhượng một phần dự án khu dân cư ven sông sang công ty Quốc Cường Gia Lai, đồng thời làm rõ trách nhiệm của công ty Quốc Cường Gia Lai trong việc nhận chuyển nhượng các dự án Phước Kiển và khu dân cư ven sông, nên cơ quan an ninh điều tra đã ban hành quyết định tách hành vi và tài liệu liên quan trong vụ án hình sự để tiếp tục điều tra. Ngoài ra, do việc chuyển nhượng một phần dự án khu dân cư ven sông có liên quan lĩnh vực đất đai, ngày 19 tháng 4 năm 2022, Cơ quan An ninh điều tra tiếp tục trưng cầu giám định Bộ Tài nguyên và Môi trường, giám định việc chấp hành các quy định pháp luật trong việc thực hiện chuyển nhượng một phần dự án khu dân cư ven sông và khu dân cư Phước Kiển, đến nay chưa có kết quả. Ngày 2 tháng 8, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Sơn La, Cục lãnh sự Bộ Ngoại giao, Đại sứ quán, lãnh sự quán Việt Nam ở Campuchia và tổ chức vì trẻ em rồng xanh, Công an tỉnh Sơn La đã giải cứu tiếp nhận hỗ trợ nạn nhân LTD sinh năm 2004, trú tại huyện Sốp Cộp, Sơn La, là nạn nhân bị lừa bán sang Campuchia để bóc lột sức lao động. Ngày 2 tháng 8, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Sơn La chủ trì phối hợp với Cục phòng chống ma túy, Bộ đội Biên phòng, Cục lãnh sự Bộ Ngoại giao, Đại sứ quán, lãnh sự quán Việt Nam ở Campuchia và tổ chức vì trẻ em rồng xanh. Công an tỉnh Sơn La đã giải cứu và tiếp nhận hỗ trợ nạn nhân LTD sinh năm 2004, chú tại huyện Sốc Cục, Sơn La, là, là nạn nhân bị lừa bán sang Campuchia để bóc lột sức lao động. Trước đó, ngày 18 tháng 7, đội biên phòng Nậm Lạnh, bộ đội biên phòng tỉnh Sơn La tiếp nhận đơn trình báo của anh Hát là bố của D về việc con trai bị lừa bán sang Campuchia và các đối tượng yêu cầu phải chuyển tiền 120 triệu để bồi thường hợp đồng mới nhận được con trai về, còn không thì sẽ bán D đi nơi khác. Sau khi tiếp nhận đơn trình báo, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh đã chỉ đạo phòng phòng chống ma túy và tội phạm, phối hợp với phòng phòng chống mua bán người, Cục phòng chống ma túy và tội phạm, bộ đội biên phòng, đồn biên phòng Nậm Lạnh tiến hành điều tra xác minh. Đến ngày mùng 2 tháng 8, các đơn vị chức năng của tỉnh Sơn La đã tiếp nhận và giải cứu thành công thiếu niên LTD. Vào sáng mùng 3 tháng 8, tin từ Ủy ban nhân dân xã Hòa Lộc, huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa, trên địa bàn thôn Hòa Hải vừa xảy ra vụ việc, một người phụ nữ bị thương sau vài tiếng nổ, nghi là do súng sau xô sát giữa hai gia đình trong đêm. Một lãnh đạo xã Hòa Lộc cho biết hiện cơ quan công an đang điều tra xác minh vụ việc. Nguyên nhân ban đầu dẫn đến xô xát xuất phát từ mâu thuẫn giữa hai người dân khi tham gia giao thông trên địa bàn, còn về sử dụng vũ khí quân dụng hay không thì đang chờ đợi cơ quan chức năng xác minh. Theo thông tin ban đầu vào khoảng 20 giờ ngày 2 tháng 8, anh H sinh năm 1977 và anh M xảy ra mâu thuẫn tham gia giao thông. Đến 21 giờ cùng ngày, mâu thuẫn lên đến đỉnh điểm và giữa hai bên xảy ra xô xát với nhau. Trong lúc xô xát có âm thanh vang lên nghi là tiếng súng, vụ xô xát khiến chị M, vợ anh M bị thương nhẹ. Vị lãnh đạo xã Hòa Lộc cho biết thêm hiện vẫn chưa xác minh chị M bị thương do đâu. Cơ quan chức năng đang làm rõ nguyên nhân dẫn đến vết thương của chị M. Công an thị xã Đông Hòa Phú Yên vừa khởi tố bắt tạm giam 5 đối tượng về tội bắt giữ người trái pháp luật và cưỡng đoạt tài sản. Đáng chú ý là một trong năm bị can đã khóc sướt mướt khi nhận lệnh bắt giam. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thị xã Đông Hòa đã ra quyết định khởi tố bị can, quyết định khởi tố bổ sung bị can lệnh bắt tạm giam đối với Đỗ Trọng Phát, Lê Trần Long, sinh năm 2000, Huỳnh Tấn Định, Trần Trung Tín sinh năm 2001 và Hồ Hoàng Sari sinh năm 2004, cùng chú tại thị xã Đông Hòa về tội bắt giữ người trái pháp luật và cưỡng đoạt tài sản. Cũng liên quan đến vụ án này vào tháng 3 năm 2022, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an Thị xã Đông Hòa đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Tiến Nam, sinh năm 1992, chú phương Hòa Xuân Tây, Thị xã Đông Hòa, để điều tra về tội bắt giữ người trái pháp luật. Kết quả điều tra xác định TTP sinh năm 2004 và LHQT sinh năm 2003 cùng chú thị xã Đông Hòa có mượn tiền của Nam và Phát nhưng chưa trả. Ngày 2 tháng 3, nhóm tịnh Long, Tín, Sari thấy P và T nên trở đến nhà Nam để giải quyết nợ nần. Tại đây cũng có mặt của Phát. Thấy P và T được nhóm thanh niên đưa đến, Phát và Nam cùng đến dùng tay chân đánh nhiều cái vào người hai con nợ. Tiếp đó, Nam bảo cả nhóm đưa PT ra phía sau nhà Nam tiếp tục đánh đập. Phụ huynh của Nam phát hiện vụ việc nên yêu cầu cả nhóm đưa các con nợ rời đi. Khi đến một địa điểm khác, nhóm này tiếp tục đánh đập, yêu cầu P và T viết giấy nhận nợ, đồng thời mua dây về để trói tay các con nợ. Chưa dừng lại, Phát và Nam dùng tay cầm đầu tóc, đe cổ của P, nhấn đầu vào thùng nước. Rồi Nam nói với T, mày coi đi, đến 8 giờ mà không có tiền thì đến lượt mày. Lo sợ T đã gọi điện cho một người thân quen với Nam nên được thả về trước, còn P phải mượn của bạn 6 triệu đồng để trả cho nhóm thanh niên trên thì mới được thả. Tại bản kết luận của Trung tâm pháp y tỉnh Phú Yên kết luận tỷ lệ thương tích của TTP và LHQT là 2%. Kết thúc bản tin ngày hôm nay là thông tin về một vụ hiếp dâm người dưới 16 tuổi. Được biết, cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện Tây Sơn tỉnh Bình Định đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với Đặng Công Khải, 25 tuổi, ngụ tại xã Tây Phú, huyện Tây Sơn để điều tra về hành vi hiếp dâm người dưới 16 tuổi. Bị hại là bé TKN, 12 tuổi, ngụ tại xã Bình Nghi, huyện Tây Sơn. Thông tin ban đầu thông qua mạng xã hội, Khải và Nờ quen biết nhau. Tối 25 tháng 7, Khải hẹn bé Nờ trở đến đi chơi. Sau đó Khải chở Nờ về nhà mình dù quan hệ tình dục. Đến sáng 27 tháng 7, trong lúc ở nhà Khải nhận được tin gia đình tìm kiếm mấy ngày qua nên Nờ đón xe buýt về nhà. Sau khi gia đình gặng hỏi, Nờ mới kể lại vụ việc trên. Gia đình bé gái sau đó trình báo sự việc với cơ quan công an và cuộc điều tra cơ quan triệu tập Khải lên làm việc. Với tài liệu thu thập được và lời khai nhận của Khải cho thấy thanh niên này quan hệ tình dục với người dưới 13 tuổi nên đã có dấu hiệu phạm tội hiếp dâm người dưới 16 tuổi. Trong diễn biến khác, trước đó chiều 28 tháng 7, công an thành phố Buôn Ma Thuột Đắk Lắk cho hay đã khởi tố bị can và cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Nguyễn Thành Tâm 32 tuổi, chú phường Ea Tam thành phố Buôn Ma Thuột để điều tra về tội giao cấu với người từ đủ 13 đến dưới 16 tuổi. Theo điều tra, thì khoảng 18 giờ ngày 31 tháng 3, Tâm đến phòng trọ của bạn ở đường Tuệ Tĩnh, phường Nghe Tam chơi và tổ chức ăn nhậu. Lúc này, Tâm có gọi cháu gái tên H, 15 tuổi quê Hà Nam và buôn bán Thuật thuê trọ để học việc ở phòng trọ kế bên sang nhậu cùng. Nhậu đến 23 giờ 30 phút cùng ngày thì giải tán, nhưng Tâm không về nhà mà sang phòng trọ cháu Hát xin ngủ lại và được đồng ý. Tại đây, Tâm và cháu gái quan hệ tình dục với nhau. Sau khi biết sự việc, gia đình bé gái đã trình báo đến công an phường Nghe Tam. Tại cơ quan công an, Tâm Khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Thông tin vừa rồi đã khép lại bản tin của chúng tôi ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.